Mình sẽ tách cái chiến hồn này của con kia này ra đây. Hồi đó sao mà nâng dữ vậy ta, nâng gì tới 14 dữ. Ôi chà, tốn 10 trời ơi gần cái triệu vàng luôn em. Tốn 18 kim cương. Ok, khôi phục thôi. Để build cái chiến hồn này cho con Marine em. Đấy. Có thêm một đống tiền nữa nè. Cho lên 10 luôn đi. Ok. Ui cha ơi, combo trị liệu luôn ngon. Đấy, anh em thấy đam lỗi ghê chưa? Trời ơi, đấy, thấy. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì anh em cũng thấy cái đội hình của mình đã có sự khác biệt rõ rệt so với những ngày trước đó. Thì sự xuất hiện của con Kin và cũng như là con Yuri đã ra đi rồi. Ở những video trước mình cũng đã nêu lý do rồi ha. Đó thì cũng rất là may mắn, ở clip trước thì mình cũng đã quay đại nè, quay đại ra được con Mari. Đấy, nói chung là bây giờ đội hình của mình là cũng đã khá là đầy đủ tướng rồi anh em. Những cái con tướng SR cao cấp thì không nói, nạp tiền có thì không nói ha. Còn những con Mari rồi các thứ, Jin rồi Shingo rồi các thứ thì vẫn có như người ta thôi anh em. Đó thì mình cũng đã quyết định, ở video này mình đã quyết định là cho con Kin ra đi anh em. Đó thì Kin nó thực sự nó cũng khá là mạnh, đam đơn mục tiêu khá là mạnh và cũng như là búp đỡ cho team khá là ghê, búp đỡ cho hàng đầu anh em. Thì lúc đầu thì mới lập nick anh em, thì cũng đã quay được con Kin này chơi từ lúc là đầu game tới giờ. Đấy, bây giờ đã mười mấy ngày rồi. Thì cái skill này của con Kin nói chung là đánh đơn mục tiêu khá là ngon. Nhưng mà thì con Kin này thì mình thấy nó mang cái chiến hồn bàn thạch cũng khá là được anh em. Thôi cho nó mang những cái chiến hồn mạnh một tí đi nè. Ví dụ như là chiến hồn mà la sát đi. Để cho nó tăng cái sự châu chó nè của con Kyo nè. Con Kyo thì tháo cái chiến hồn này ra thì sẽ gắn cái chiến hồn này đi nè. Mỗi năng lượng sẽ tăng thêm. Để coi. Rồi để gắn chiến hồn cho con Mari cái đã. Gắn cho con Mari hút máu đi nè. Đó, học luôn rồi. Ok, tiếp theo là sẽ đến cái chiến hồn này là gì đây. Mỗi khi năng lượng sinh lực mục tiêu, chiến hồn võ mẫn đây là tăng tấn công này nè. Chiến hồn này khá là ngon luôn đấy. Còn một cái chiến hồn nữa, đó là chiến hồn của con Yuri nè. Đấy thì cái chiến hồn này thì mình sẽ để dành tầm cỡ để mình coi nó tầm cỡ còn có 7 mảnh nữa thôi là mình sẽ ghép được cái chiến hồn 5 sao của con Yuri rồi. Đây, đó. 200 mảnh mới được nha anh em. Ở clip trước thì mình cũng đã nói rồi ha. Đang là 193 trên 200. Đó. Mình sẽ để dành cái chiến hồn này. Chiến hồn này thì nó sẽ cộng cho là khi bắt đầu năng lượng Feta tăng 2 điểm anh em, 40 tỷ lệ tăng thêm 1 điểm. Đó, nói chung là tăng những cái năng lượng ban đầu đấy, khi mà rất là lợi thế luôn. Tăng công, phòng thủ và sinh lực. Đó, này là chiến hồn nguyên khí ha. Đó, thì anh em nên để những cái mảnh của những con tướng này. Đó, những con tướng nào mà lên được chiến hồn 5 sao á, anh em nên để tầm cỡ tùy con thôi. Như con này, con Chizuru này thì anh em muốn búp chiến hồn lên thì chiến hồn 5 sao là phải tốn 240 mảnh ha. Con Mai thì anh em chơi rồi thì không nói, Terry nữa nè. Chà, có Terry mới chơi được. Athen này em, Athen thì cũng 240 mảnh là sẽ có ứng viện. Đó, khi Feta dùng 3 kỹ năng năng lượng phục hồi cho đấu sĩ thấp máu nhất. Đấy, nói chung là mỗi con đều có một cái đặc điểm riêng, anh em có thể vào anh em ngắm cứu ha. Ok, anh em thì cũng đã làm build những cái chiến hồn chuẩn cho team rồi. Thì mình nói con Mari một tí, đó là mình sẽ cho con Mari là chiến hồn la sát để cho nó có tỷ lệ hút máu, bởi vì đam nó cao mà anh em. Đó, tăng cái tỷ lệ chống chọi ha. Rồi, cho nó mang thêm cái đấu hồn bàn thạch luôn. Để tăng phòng thủ, để đam cao nữa anh em, bởi vì cái đấu hồn bàn thạch này là nó sẽ cộng phần trăm phòng thủ nữa nè. Đấy. Thì chiến hồn của mình là chiến hồn nông dân nên nó cũng hơi cùi, không có những chiến hồn xịn nên anh em đừng có chê ha. Đấy, kể vậy thôi nè. Rồi, mở thêm cái ô chiến hồn cho con này luôn. Tốn hai cục đá thức tỉnh. Rồi ok, mình sẽ gắn thêm cái chiến hồn cuối cùng. Đó. Gắn đỡ anh em, sau mình sẽ tách được mà. Rồi, gắn cho con này đi. Tăng lên. Đấy, sau mình tách được mà anh em nên cứ chơi đi, không sao cả.
Rồi, có một cái này nữa, đó là ở trong cái phần này chiến hồn thiên phú thì chắc mình sẽ tách cái chiến hồn này của con Kim này ra nè. Hồi đó sao mà nâng dữ vậy ta, nâng tới 14 dữ. Ôi chà, tốn 10, trời ơi gần cái triệu vàng luôn em. Tốn 18 kim cương, ok khôi phục thôi. Để build cái chiến hồn này cho con Marine em. Đấy, có thêm một đống tiền nữa nè, cho lên 10 luôn đi, ok 400.000. Rồi con này thì build cho em nó một tí, năm cỡ năm thôi, để cho em nó đánh đấu trường anh em. Rồi ok, chung là cũng xem rồi nè, thấy ok được rồi đấy. Chỉ có con Kyo là chưa nâng sao được thôi. Úi cha, hồi nãy biết vậy nâng sao Kyo luôn anh em nhờ. Mà thôi, ngày mai mình sẽ tích thêm vàng mình nâng sao cho con Kyo 6 sao. Đó, cái con Chiyuru này thì mình đang còn thiếu tầm cỡ 8 mảnh nữa là lên được sao thứ tư nè. Nhưng mà đang tiếc mảnh vạn năng quá, chắc mình sẽ tích thêm cho nó tầm cỡ vài mảnh nữa thì mình sẽ đi đánh nhau nữa anh em, lên cho nó 4 sao luôn. Rồi ok, thì mình cũng đã hoàn thành được cái team gọi là thay máu team anh em. Đó, tách con skin ra một tí xíu để build cho con Mari mạnh mạnh một tí. Đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đánh thử đúc trường cho anh em coi ha anh em. Đó, build xong là phải đánh cho anh em coi. Đó, anh em coi mới đã. Cha, nào đánh mình rớt hạng 370 mấy rồi. Thiệt tình, đây là đội hình nông dân anh em nên hạng cùi cùi đó, anh em đừng có chê. Rồi ok, mình sẽ vào bài trận đây. Rồi Mari thì cho ở giữa nè, đấy. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích thử coi nó đứng ok chưa anh em. Rồi thì cái hàng ở đằng sau, cái hàng ở đằng sau thì sẽ là team trừ nộ đó. Vậy đi nè, hàng đằng sau thì là team trừ nộ. Rồi còn hàng ở đằng trước thì là team gọi là đánh tuyệt kỹ trước nè. Đấy, thấy khá ổn rồi anh em. Hy vọng là con Chiyuru này nó sẽ cầm lặn được nhiều địch thủ là mình sẽ win thôi. Ok, chà, rất hạn dữ ta. Đi tìm ông nào yếu đánh coi anh em. Đổi cái coi, không thấy ông nào yếu hết trơn á. À rồi ok, ông 74.000 này đi. 74.000 lực chiến đi, mình đang là 73.000 lực chiến nha anh em. Đấy, sau rồi ráng cho con Yuri của mình lên sao một tí. Ồ, bên kia đánh trước rồi anh em. Đừng có tuôn nha. Chết tui. Nó tuôn là coi như là team mình là hơi thốn rồi nè. Rồi, được cam lặng rồi nè. Dứt. Đấy, trừ nộ. Cam lặng được con Yuri bên kia rồi. Trừ nộ được con Kyo bên này là khá ngon rồi nè. Rồi, con Mari bị Shitun là không thể hiện được rồi. Ok, ui cha ơi, combo trị liệu luôn ngon. Đấy, anh em thấy đam lỗi ghê chưa? Trời ơi, đấy, đấy. Chết tôi rồi, không biết có chịu nổi qua được cái tiêu cái đợt này hay không. Ok, chắc là win rồi đấy anh em. Ba con này đánh là đám này bên này đã sặc máu hết. Rồi, còn một con mai bên kia coi làm được gì. Mai này ok, thấy anh em thấy hiệu quả không anh em? Thì rất là tiếc lúc đầu là con Mari của mình là bị Shitun nên không có thể hiện được nhiều, để mình làm thêm một trận để cho anh em coi nha. Ôi đánh tăng bên kia mà vậy rồi. Nobimachi,
chà, đầu ui chà đầu. Robert đồ các thứ kìa anh em. Ui ôi, câm lặng hai con, giết hai con. Ok, đẹp rồi đấy. Chà, không câm lặng được đứa nào luôn. Ông này nạp thì chắc cũng phải vài xì tới cả triệu anh em. Đấy, thì hy vọng là mình sẽ build thêm cái đội hình của mình ok một tí đó, để đánh những ông này ha, để leo hàng cao cao một tí ha anh em. Rồi, thì đó là cái trận đấu, ba trận đấu mà mình đã tiếp team cho anh em coi đó. Nói chung là con chi judo của mình vẫn chưa có. Ui cha, bên kia đang chấp mình một con nữa kìa anh em. Chà, team mấy ông đó mạnh quá đó. Thì chi judo mình đang là 3 sao nên chắc mình sẽ build thêm cho team của mình, và cũng như là team của mình sẽ lên được tầm cỡ đang thiếu rất nhiều tài nguyên để lên tím cho tụi nó ha. Rồi thì sau thì lên Kyo 6 sao và cũng như là lên cho nó là tím được các thứ đó để đánh coi như thế nào ha anh em. Đang còn dư mười mấy cục đá là đá thức tỉnh đó nè, nên sẽ build cho team luôn. Rồi thì nếu anh em thấy hay đừng quên like, share những giỏi kênh của mình. Anh em có thắc mắc gì cần comment bên dưới luôn để mình là giải đáp thắc mắc cho anh em ha. Biết gì thì mình sẽ giải đáp anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha.